nấu được bữa cơm cho cả gia đình ăn được không bà? Hôm nay có món là da đầu lợn này, tai móm, trứng rán với cả đậu, với cả cà. Đấy, thưa quý ông bà thì đang ăn cơm thì em Hương cũng đã đến thăm anh Khương. Anh ngồi ăn cơm luôn cùng anh em anh trưởng nữa. Anh trưởng ngồi ăn cơm đi anh. Chúng con chào các ông các bà. Cháu Nghiêm xin kính chào quý ông bà cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú và anh chị đến với nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Thưa quý ông bà cô chú và anh chị thì hôm nay thì cháu Nghiêm cũng không đi bản được quý ông bà vì là rồi thì anh Khương có bị rơi xuống vực với quý ông bà. Cho nên là cháu cũng ở đây và chăm sóc anh Khương cũng chưa đi bản được. Thì hai con trước nhồi thì rồi cháu vừa mới đưa về nhà quý ông bà. Mới về đến nhà xong hai anh em lên thăm hai con thì lại anh Khương rơi xuống vực nên là hai con chúc nhôi lại quay lại xuống đây để chăm sóc bố. Thế đã chăm sóc bố được như nào rồi? Tình hình sức khỏe của anh Khương thì đi chụp chiếu xong thì cũng được xin ra viện cho bà, xin về nhà ăn cơm. Thì đến giờ đi lấy thuốc với đi tiêm hay gì thì mới lại đi ra viện thôi. Còn lúc đấy thì anh cũng xin về nhà và cháu cũng đã đón anh về nhà rồi. Thì hôm rồi cũng được cô giấu tên gửi hai thùng quà đến cho hai con chú nhồi. Thì cháu Nghiêm cũng hai con ở đây với cháu Nghiêm cũng được tuần rồi các bà. Vừa mới đưa về thì cũng chưa chở đồ lên được. Thì chắc là cháu cũng mong cô thông cảm là để thùng đồ ở đây để xem tình hình mai hoặc kia ổn anh Khương ổn hơn rồi cháu đưa hai con về thì cháu sẽ chở đồ lên và khui hai thùng quà ra để quý ông bà cùng được xem. Hiện tại thì anh Khương đã về nhà được quý ông bà và đang nằm ở trong này. Anh ngủ à? Đây quý ông bà, chân thì cứ bị đau nhức nên là phải kê gối lên. Còn đau nhiều không? Đau nhiều hay đứng nhiều rồi. Qua ở trong đấy là không ngủ được. Nhà mình đấy vừa mới nhắm mắt lúc say luôn. Anh chào cô các bà tí. Ơi cháu chào các bác nhá. Hôm nay thì lại Nghiêm đến thăm của bác. Đấy anh đói chưa? Hơi đói rồi. Để mai nấu cơm thay anh đi. Vâng, khó để em đi chợ nấu cơm. Đấy quý ông bà, bây giờ cũng khá là muộn rồi. Thì hôm nay anh Khương muốn xin được về nhà thì anh vừa rồi cũng toàn ăn cơm thôi. Thì mua cơm ở bệnh viện ăn ấy, thì bây giờ cháu sẽ nấu cơm một bữa để cho anh ăn với cả cho các con ăn nữa. Các con đã đói chưa? Hả Nhơi, con đói chưa? Con chưa? Nhơi thì hỏi cái gì cả chưa? Đứa nào cũng cần chia. Chút đói chân chút, con đói chưa? Hả? Con đúng chưa? Nghe nói hai hôm qua là bốn đứa là uống cà phê xong là đến 2 giờ vẫn chưa ngủ được đúng không? Thì bây giờ cháu Nghiêm sẽ đi chợ và mua đồ ăn quý ông bà, mua ít thức ăn để nấu cho cả gia đình ăn. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà, cô chú và anh chị ạ. Thưa quý ông bà, cô chú và anh chị thì hiện tại trên gian hàng của nhà cháu Nghiêm thì có bán một số sản phẩm. Thứ nhất là cái bộ dao quý ông bà. Bộ dao này thì như quý ông bà có thể quan sát thấy là dao mà cháu Nghiêm bán là từ phần dao đến phần chuôi là kéo dài từ một mả luôn, nên là khi quý ông bà sử dụng thì yên tâm về cái sản phẩm là không bị tuột cán. Và đặc biệt là cái dao này rất là sắc quý ông bà, có dao này thì vừa chặt này, vừa thái được này. Còn sản phẩm này là dao chặt xương ấy quý ông bà. Còn sản phẩm đây là dao thái quý ông bà, tất cả là được làm rất là chắc chắn nên là khi quý ông bà nhận hàng thì có thể kiểm tra và có đúng khắc tên Trao Yêu Thương thì quý ông bà sẽ nhận hàng quý ông bà nhé. Với sản phẩm dao này thì chỉ cần quý ông bà sử dụng đúng công năng như cháu Nghiêm nói thì quý ông bà lỗi một là cháu Nghiêm sẽ đổi lại cho quý ông bà luôn, lỗi một đổi một quý ông bà nhé. Sản phẩm thứ hai mà cháu Nghiêm đang bán ở trên gian hàng của cháu là cây lá mát gan quý ông bà. Cây lá này thì đặc tính là cây lá mát gan mọc từ trên núi đá cao quý ông bà, và chỉ trên vùng cao thì cháu mới có thôi và rất là hiếm, chỉ có vào đúng mùa này thôi quý ông bà. Cái sản phẩm cây lá mát gan này thì khi mà
bình thường phơi khô như thế này nha quý ông bà. Nhưng mà khi mà quý ông bà nhận hàng là phơi khô như thế này, khi quý ông bà đun lên ấy thì lá mắt gan này sẽ chuyển sang màu xanh lá cây luôn nha quý ông bà. Đây quý ông bà có thể thấy là lá mắt gan lúc nãy cháu Nghiêm có đun lên và lá đã chuyển sang màu xanh lá cây rồi quý ông bà. Đây ạ, tất cả lá đã chuyển sang một màu xanh lá cây và rất là tươi. Còn cái nước thì sẽ có màu hơi đậm một tí quý ông bà. Và sản phẩm này thì cháu Nghiêm cũng đang sử dụng và đun uống thay nước hàng ngày quý ông bà. Sản phẩm tiếp theo là cháu Nghiêm đang bán là mật ong khoái rừng Tây Bắc quý ông bà. Mật ong khoái rừng này thì chúng cháu mua từ bà con ở trên vùng cao chúng cháu và mua của những hoàn cảnh mà chúng cháu đi chia sẻ quý ông bà. Khi mà quý ông bà nhận sản phẩm này thì quý ông bà có thể rót ra kiểm tra. Đây cháu Nghiêm sẽ kiểm tra mẫu cho quý ông bà. Quý ông bà nhận hàng ấy, mật ong đúng chuẩn mật ong khoái rừng tự nhiên thì rất là đặc, và khi quý ông bà rót vào cái cốc nước đấy thì sẽ không bị hòa tan trong nước nha quý ông bà. Quý ông bà có thể thấy là mật ong rất là đặc sánh và phần mật ra phần mật, nước ra nước chứ nó không bị hòa tan quý ông bà. Và sản phẩm tiếp theo là cây thuốc ngứa quý ông bà. Cây thuốc ngứa này thì cũng đun uống thay nước hàng ngày thôi. Và nước 2, nước 3 của nó thì quý ông bà có thể đun để dùng tắm nước quý ông bà. Còn cháu cũng rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý ông bà để cháu Nghiêm có thêm kinh phí đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao chúng cháu. Và khi mà cháu Nghiêm bán được hàng thì cháu Nghiêm cũng sẽ trích một phần tiền bán hàng của cháu Nghiêm để đi san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao của cháu quý ông bà. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà xem tiếp nội dung video của cháu ạ. Nào con xách cái này cho bố này. Đấy, thưa quý ông bà thì vừa rồi cháu Nghiêm đã đi chợ về. Đây là quả gì hả Trúc? Không biết á? Trên Trúc có nhiều mà không biết. Quả lê. Quả lê, đúng rồi. Đấy, quý ông bà nãy là đi chợ là mua phần lê. Đây là lê chắc. Lê này là chua vừa chắc quý ông bà. Này, con cầm cái này làm cho bố. Nguyên ơi, hôm nay thì sẽ nấu cho các con với cả cho bố Khương đậu phụ. Ô, chả biết đâu chân có ăn được đậu phụ không? Chắc không ăn được đậu phụ đâu. Đậu phụ với cả thịt lợn cơ mà. Với cả ít trứng nữa. Đây là nhà. Đây là nhà khá là hợp đấy. Ngồi chơi với nhau cả ngày được. Mang sách ra đọc chứ, mình nghịch trò chơi hả? Ừ. Người phải chút rửa rau cho bố nha. Ừ. Biết rửa không? Biết chứ nhỉ? Ừ. Mà người tuổi mà còn không biết rửa rau nữa đi. Nào, mang cái này đi nhặt. Biết nhặt ra tay không Nguyệt? Đây là chỉ thôi. Này. Đây. Bỏ cái phần gốc đi. Đấy. Thấy không? Đấy. Nhặt đi. Đấy. Đúng rồi. Cái phần gốc nó không lấy được nhé. Hôm nay là ăn món thủ lợn quý ông bà. Cái này là da đầu thôi. Cái món này thì chỉ có luộc lên thôi. Thank you.
sợ ta cũng làm giờ hết rồi. Đây Cương bà, bạn ông tập thân nên làm cái chảo. Nhìn đồ đạc này cái gì cũng hỏng hết. Con ơi, con rửa rau xong chưa? Rửa xong rồi à? Anh Cương thì hôm qua ngủ dưới bệnh viện à, không ngủ được hay sao với ông bà nên là vừa về đến nhà cái là đang ra ngủ luôn rồi. Tai mắm lợn, cả đậu rán, trứng rán, trứng bạc. Hôm nay khá là đông người chứ cả, có 4 bạn nhỏ nữa nên là cháu nên cùng nấu khá là nhiều rồi. Chứ như kiểu mà một mình chỉ cần gói đi tôm với quả trứng là xong rồi, đúng không ạ? Đặt xong bữa. Này bồi bổ cho anh Cương một tí. Dao này Cương cuốn mất. Nguyên ơi, Nguyên ăn. Con lấy chút quét nhà đi, nhà sạch chưa? Món này sẽ món đậu sốt đúng mà. Lên đói chưa? Rồi ạ. Nhơi đâu rồi? Nhơi với Ngân, em Ngân đâu rồi? Sáng nên là trên này sạt lở rất là nhiều, chả biết là đường đi nhà chú nhồi bây giờ có đi bán đi được chưa. Chú ơi, thế hôm rồi con về nhà thì bà bảo sao, bà bảo đi lâu thế không? Không. Con thích ở đây hay là thích ở nhà? Thích ở đây á.
nên mày sẽ phải đi học rồi. Sẽ phải đi học rồi. Nên lúc mấy ngày thôi. Bây giờ tháng 8 rồi. Các con là đi học à? Hình như là chưa biết định học đâu cơ mà. Hình như nhà trường là thông báo về thôn, xong là trưởng thôn mới báo đến gia đình hay sao ấy. Chứ con đồng nghiệp hỏi tâm chút với con nhồi là lúc nào đi học thì các con cũng không biết. Ui, thế người có biết ngày nào mình đi học không? Mùng 1 tháng 9 khai giảng á? 15 tháng 9 cơm của con đâu rồi Nhơi? Nhơi à? Vừa có hỏi cơm của con đâu rồi? Hả? Con ơi, giải chiếu ra đi con. Giúp anh Nhơi giải chiếu ra, hay người giải chiếu ra đi con. Người đây, con giải chiếu cho người bắt đuối đi. Nóng lắm nha, cẩn thận nha. Đây cẩn thận nhé, về đây nóng. Nào, đây. Trước đứng đây xem bố có dậy làm trứng nào. Đang này còn dán trứng cho bố ăn. Đứng đây xem bố dán trứng nha. Sau này còn biết tắm nha. Sau này đi lấy chồng rồi còn biết đàn trứng. Đây à, Ngân muốn xem. Đây, cơm mà. Chồng em nấu cơm là có một đống khán giả rất là đông.
cái này mà nấu không ngon thì ngại lắm nhỉ các con nhỉ, ngại các con lắm nhỉ. Người biết làm chữ chưa? Biết rồi. Biết rồi á, nên người làm thôi. Đây là chữ biết rồi mẹ. Canh rau tây các bạn, mùa hè ăn canh rau tây là hợp lý nhất rồi. Cái này mà có bột tôm nữa thì ngon, nhưng mà trên này thì không có bột tôm, chỉ biết có bán không cho nghiêm chưa. Rồi thì cũng đã nấu được bữa cơm cho cả gia đình ăn được không bà. Hôm nay có món da đầu lợn này, tai móm, trứng rán với cả đậu với cả cà. Nào con dậy gọi bố Khương dậy ăn cơm đi. Nào con gái ăn cơm đi, Nhôi ơi. Bố Khương dậy chưa con? Bố bảo là ăn trước. Ôi giời, gọi bố dậy đi. Dậy chưa? Dậy rồi, đang xem điện thoại. Đang xem điện thoại. Anh Khương ơi, về ăn cơm nay ơi.
Dậy ăn cơm uống thuốc đi. Con gái ăn bát đầy hay bát bơi nào con gái? Hả? Con ăn bát đầy hay bát bơi? À, người chia mỗi cho mọi người chứ. Đây mỗi tụi mình thôi hả con? Hả? Chia mỗi cho các anh, các chị, các bác chứ. Đúng không? Đúng không? Chúc nữa nha. Nói vậy là các con hiểu nữa nha. Lần sau mà đi lấy đi con ở trên kia. À, chúc. Hôm nay ăn cơm phải biết chia bát chia đũa cho người lớn, cho mọi người nha. Biết chưa? Đâu rồi? Mỗi cơm đầy cho con. Hả? Chưa đã? Đầy chưa? Nhiều món đấy. À, thịt luộc ạ. Thịt luộc. Tai món. Anh ngồi bên dưới đi, ngồi gần con gái đi. Quý ông bà thì đã nấu cơm xong rồi. Giờ thì cháu Nghiêm cũng mời quý ông bà, cô chú và anh chị cùng dùng bữa với mấy con, mấy bố con của cháu Nghiêm. Nào con, các con mời cơm, các bà ăn cơm đi. Con mời ông các bà ăn cơm ạ. Rồi, ăn cơm đi. Ui, món này tai luộc à? Tai luộc. Đậu này anh không ăn được này? Đậu anh không ăn được, trứng ăn được. Trứng ăn được không? Được. Ôi, mời tất cả các bác ăn cơm cùng gia đình cháu Cương quá nha. Nay được em Nghiêm nấu cơm cho ăn, chắc là bữa này ngon lắm nhỉ. Tại vì mấy hôm vừa rồi ăn ở trong ở kia là không ăn được, mất ngon. Hôm nay toàn những cái món cho nên rất là chất lượng. Thưa quý ông bà thì đang ăn cơm thì em Hương cũng đã đến thăm anh Khương. Anh ngồi ăn cơm luôn cùng anh em anh trưởng nữa. Anh trưởng ngồi ăn cơm đi anh. Ăn rồi, vừa ăn xuống. Này ăn, ngồi ăn bát cơm đi. Ăn chưa? Ăn. Anh ngồi ăn xong. Hãy tí đói em không biết đâu nha. Cơm bát cơm ăn đi. Hương mua nhiều hoa quả thế Hương ơi. Em mua 1 cân thôi. 1 cân à? Hôm nay mấy đứa ăn ngon đấy nhỉ? Hôm nay được 2 bát đấy. Hôm nay được bố Nghiêm nấu cơm cho ăn thì. Cơm bát ra rồi. Nhanh lên còn bát nữa. Nhôi bé nhất, nhanh lên. Nhớ được ăn 2 bát được không? 2 bát nhá. Hôm nay mà một cái món này hơi sai lầm một chút. Hơi dài đúng không? Hơi dài. Trẻ con không ăn được mấy. Ăn chín ăn đậu. Không ngờ nó hơi dài thế. Đường trên kia xuống có bị sạt nhiều không Hương? Có anh ạ. À. Nhà có bị ảnh hưởng gì không? Không. Em lấy thêm cái quạt để cắm cho mát. Anh uống nước anh. Anh trưởng này bảo ăn cơm, bảo mới ăn từ nhà xuống, không ăn. Vừa ăn xong. Hôm nay thì có cả em Hưng với cả anh trưởng là xuống thăm anh Khương của ông bà. Đây để anh bóc lê nhá. Nay anh cũng mua lê nhà, toàn lê chua chát thôi. Con này con lấy cho bố cái da bé nào. Để bố đấy con rửa qua đi, cẩn thận nhá, cắn vào tay nhá. Không phải đâu. Nguyệt à, Ngân
Nghe lấy miếng này đi nhá. Cái miếng này thì bạn. Cái ngon thì không biết ăn đúng không? Cái này ngon mà. Ngay. Hả? Ngay. Ngay. Ngay rồi. Còn mà ăn thịt thì bảo ngấy rồi. Ăn trứng này em. Ồ. Trứng này không lấy cáp đi. Để cả mạng. Nghe không ăn nữa à? Đi đâu? Trứng này ăn. Lấy cơm, xới cơm thêm cho nhôi đi. Nhôi ăn cơm nữa đi. Nhôi. Nó lấy trứng này. Lấy cơm nữa không? Không lấy nhá. Hai bát đi. Các bạn ăn hết hai bát rồi. Cháu có vẻ ăn cơm hơi bị áp lực. Bởi vì là cô ấy chúng cháu hai bát ăn cơm ấy. Lúc nào cũng bị áp lực rồi. Rồi mấy anh em cũng đã ăn cơm xong thì thước phim của cháu Nghiêm đến đây cũng khá là dài rồi. Cháu cũng xin phép được khép lại nội dung tại đây. Còn bây giờ cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những thước phim tiếp theo. Xin chào. Chúng con chào các ông các bà ạ. Nhôi đâu rồi? Thiếu Nhôi.